Chắc chắn bạn chưa từng thấy thằng nào bình tĩnh đến thế. Cả thế giới đều bị zombie vây quanh. Anh ta lại mở máy tính lên chơi PUBG vài ván. Anh ấy tên là Jihu. Sáng sớm ngủ dậy phát hiện trong nhà không còn ai cả, chỉ có tiền tiêu vặt và một mảnh giấy do mẹ để lại. Jihu vui vẻ mở máy tính lên solo với Độ Missy, nhưng lại nghe Độ Missy bảo trên TV có tin tức hot. Sau khi mở TV lên mới phát hiện trên TV đang chiếu tin tức virus zombie lây nhiễm. Khi mở cửa sổ nhìn thấy bên ngoài đang loạn cào cào, khắp nơi mọi người đang hoảng loạn trốn chạy. Không ngờ sau dịch Covid lại đến cái dịch bệnh zombie này. Phải chăng dấu hiệu của ngày tận thế đã đến? Trong tình huống này Jihu thật chẳng biết làm sao. Bên dưới một học sinh cấp 3 đang cầu cứu mẹ mình. Bà ấy cầm dao định cứu con gái. Không ngờ lúc chạy ra ôm con gái, lại bị con gái phát bệnh cắn phải. Jihu lúc này rất bất ngờ, mọi chuyện dường như nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Đã đang sợ hãi thì chớ, đúng lúc này ngoài cửa lại có tiếng người đập gọi cửa. Jihu tò mò nhìn ra ngoài thấy không có ai nên mở hé cửa ra. Không ngờ một người đàn ông đột ngột xông vào, năn nỉ Jihu cho mình ở lại. Jihu kích động đẩy anh ta ra ngoài, nhưng anh ta cứ muốn mượn phòng vệ sinh tí. Không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời, Jihu mềm lòng đồng ý. Đúng lúc này TV nhắc đến đặc điểm của virus zombie. Anh ấy nhớ ra trên cổ của người đàn ông lúc nãy có vết máu. Thôi quả này ăn cứt cả đống rồi. Quả nhiên người đàn ông đó chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn giải thích bản thân không sao, nhưng mắt của hắn lại đỏ lên rất đáng sợ. Cơ thể hắn cũng bắt đầu co giật như chơi đồ. Chả mấy chốc đã trở thành một con zombie, điên cuồng lao đến muốn ăn thịt người. Jihu vô cùng sợ hãi dùng hết sức đẩy hắn ra ngoài. Một con zombie to xác hơn liền thịt hắn luôn. Anh đẩy tủ lạnh ra cửa để phòng thủ. Jihu nóng lòng liên lạc cho bố mẹ nhưng gọi mãi không được. Trong lúc vô cùng tuyệt vọng, anh đã nhận được tin nhắn báo bình an của bố mẹ. Bố bảo anh nhất định phải sống sót. Câu nói này đã tiếp niềm tin sống sót cho Jihu. Do đó Jihu đã lấy hết đồ ăn trong nhà ra chia cho những ngày còn lại. Xem chừng giỏi lắm cũng chỉ sống thêm được 10 ngày. Jihu nằm ngủ một cách mệt mỏi. Ngày hôm sau thấy trên mạng có người nhắn tin cầu cứu, thế là anh cũng làm bản cầu cứu đăng lên, rồi dùng camera không người lái để quan sát tình hình bên ngoài. Phát hiện rất nhiều người đều bị lây nhiễm, mà bọn chúng đều bao vây hết ngóc ngách của căn nhà. Thôi làm vài ván PUBG cho đời đỡ chán. Đúng lúc này có tiếng động bên ngoài. Jihu nhìn thấy một cô cảnh sát đang chạy thục mạng, vừa chạy vừa cầm súng bắn trả. Thế mà vẫn không thể thoát vận mệnh bị zombie đè xuống hiếp. Trong lúc nguy cấp, Jihu mở cửa sổ hét lớn nhưng vẫn không thể cứu được. Ngược lại còn thu hút zombie đến đây. Thôi quả này ăn lần rồi. Cửa của anh bị con zombie tập thể hình cạy ra. Một game thủ căn bản không thể chặn lại. Trong lúc nguy cấp Jihu trèo ra ngoài cửa sổ. Phải may mắn lắm mới thoát được cái kiếp nạn này. Jihu là một trong số ít người sống sót, tạm thời chỉnh lại cửa. Thức ăn trong nhà đã ít thì chớ, lại bị con zombie lúc nãy phá nát hết rồi. Sống lay lắt ở đây cũng không biết nổi mấy ngày nữa. Đã 2 ngày liên tiếp Jihu không ăn gì. Ngày hôm sau nữa khi Jihu đang xem tin tức, không ngờ TV lại phát quảng cáo mì ăn liền. Đói thế này thì chịu thế méo nào được. Jihu liền ăn hết ly mì gói cuối cùng trong nhà một cách sung sướng. Khốn nạn thay trong nhà chẳng còn nước nữa, mà không có nước sẽ chết nhanh hơn. Nhưng khi nhìn đám zombie bên ngoài, anh nghĩ rằng thà đói chết còn hơn bị cắn. Dựa vào lòng tin Jihu đã sống tiếp vài ngày trong kiệt quệ, thậm chí còn xuất hiện ảo giác người nhà quay lại. Sau khi tỉnh dậy Jihu tuyệt vọng vô cùng, anh gào khóc nằm xuống đất một cách mệt mỏi. Đúng lúc này anh nhận được tin nhắn thoại của bố mẹ, nên vui vẻ ra cửa sổ tìm tín hiệu. Không ngờ lại nghe được rằng bố mẹ cũng đã mất mạng rồi. Đến nước này còn sống làm gì nữa chứ. Anh xông ra ngoài cửa một cách tuyệt vọng, hét lớn thu hút rất nhiều zombie đến. Tao đang muốn liều mạng với chúng mày đây. Nhưng xem chừng bọn nó không sợ chết mà lao đến thật. Jihu chạy đi nhưng phía bên này cũng bị chặn đầu. May làm sao lại trốn vào một góc không dám thở. Đợi bọn chúng đi hết mới từ từ quay về phòng. Suýt chút nữa đã tự tay bóp rái mình rồi. Nhưng gia đình Jihu không còn ai sống sót cả. Đối mặt với hoàn cảnh hỗn loạn như thế, ngày thứ 20 Jihu không chịu nổi tự sát trong nhà. Nhưng đúng vào lúc Jihu treo cổ sắp chết, một tia laser đã chiếu tới. Bây giờ anh lại muốn sống thì phải làm sao? Jihu cố gắng giằng co làm đứt dây treo cổ. Khi chạy đến cửa sổ phát hiện đó là một cô gái. Ui ngon thế này nhất định phải sống rồi. Jubin là người cũng sống sót như anh, nhưng cô có khả năng sinh tồn mạnh mẽ. Cô ấy đã làm ra rất nhiều đồ để đối phó với zombie. Cô gái hẹn Jihu gặp nhau vào lúc 7 giờ sáng mai. Nhưng ngày hôm sau Jihu đã ngủ quá lố, khi thức dậy đã 11 giờ. Nhưng Jubin vẫn chờ anh ở đó. Hai người giao tiếp với nhau bằng chữ. Có thể nói trong hoàn cảnh này, có người đồng cảnh ngộ không còn gì vui hơn. Nhà của hai người đều đã sắp hết nước. May làm sao hôm nay trời lại mưa to. Nước có rồi nhưng xem chừng sắp chết đói. Cô gái phát hiện Jihu không có thức ăn, muốn dùng dây để đưa chút thức ăn cho anh ấy. Nhưng vì cách quá xa nên dây đã rơi xuống lầu. Jihu dùng flycam của mình để đưa dây qua. Nhờ vậy Jubin dùng dây để chia sẻ chút thức ăn cho Jihu. Giờ mà ăn được Jubin nữa thì hết nước chấm. Không may zombie dưới lầu đã phát hiện dây rơi dưới đất. Con zombie nắm lấy dây kéo mạnh, kéo ngã bàn của Jubin khiến cô ấy hôn mê. Rồi cứ thế nó theo dây leo lên bằng được. Jihu thấy zombie sắp trèo vào nhà cô gái. Xem chừng nó sắp chém cô gái của anh rồi. Jihu nóng lòng dùng flycam dụ nó đi. Thế nhưng zombie lại làm hỏng mất máy bay điều khiển. Hơn nữa cửa nhà của anh cũng đang bị đập phá. Vào lúc zombie nắm lấy cửa sổ của Jubin, cô ấy kịp thời tỉnh dậy chặt đứt tay của hắn. Hai người họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì vậy lũ zombie cũng biết vị trí của hai người. Jihu nhìn chỗ thức ăn ngày càng ít dần đi.
Để tiếp tục sống sót, Jihu làm một đôi giày không phát ra tiếng động, quyết định mạo hiểm ra ngoài tìm chút thức ăn, một phần vì bản thân và phần nhiều là vì cô gái đó. Anh qua nhà bên cạnh tìm chìa khóa vào trong nhà, cẩn thận ném đồ vào trong phòng ngủ xem con zombie có tỉnh không. Cũng may là trong tủ lạnh có chút đồ ăn rồi, Jihu lại vào phòng ngủ để lấy thêm đồ nữa, có chút thức ăn và hai cái bộ đàm, đang lúc tò mò kéo chăn ra. Sau khi mạo hiểm lấy được chút thức ăn, Jihu ăn một cách hết sức thỏa mãn, rồi đưa chỗ thức ăn còn lại cho Jubin. Bên trong còn có một bộ đàm, hai người cuối cùng cũng có thể nói chuyện với nhau, dường như trở thành điểm tựa cho nhau tiếp tục sống. Họ dùng bộ đàm để bồi đắp tình cảm. Nếu có thể thoát khỏi đây nhất định họ sẽ yêu nhau. Jihu bất chợt nghe thấy tiếng động lớn, tưởng trời mưa nên vội mở cửa sổ ra, hình như không phải tiếng mưa rơi. Thì ra là một đám zombie đang ồ ạt xông vào tòa nhà, hình như chúng đang hành quân tấn công gì đó, cả hai đang vô cùng sợ hãi. Jubin vô tình gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của zombie, thôi quả này chính thức toang rồi, Jubin thật sự sẽ phải mất mạng sao? Một trong những người sống sót cuối cùng bây giờ đã gặp rắc rối, Jihu nhanh trí gọi điện cho nhà kế bên, tiếng điện thoại phát ra dụ zombie đi khỏi, nhờ vậy hai người một lần nữa thoát nạn. Họ biết không thể tiếp tục ngồi chờ chết nữa, chờ bọn zombie kia chết có khi còn dài hơn phim cô dâu 8 tuổi. Họ cho thức ăn vào túi quyết định chạy đến lầu 8 đối diện, vì sau nhiều ngày quan sát, Jubin phát hiện ở đó không hề có người. Sau khi chắc chắn cả hai đều muốn xúc than, Jubin lập tức nhảy ra ngoài lao xuống đất. Jihu nhìn ngây cả người cảm thán lợi hại quá, Jubin đã vượt qua rất nhiều trở ngại, nhưng liệu có sống sót nổi giữa rừng zombie này không? Cứ như vậy cô quyết tâm không từ bỏ, chưa xúc than nhất định tôi sẽ không chết. Nhưng cuối cùng Jubin vẫn bị một lũ zombie đè xuống. Đúng lúc nguy cấp, Jihu kịp thời hỗ trợ. Với sự phối hợp của Jihu, hai người mau chóng xông được vào nhà đóng cửa lại. Họ rất nhanh vào thang máy để đi đến lầu 8, nhưng mọi việc không hề như họ đã nghĩ. Đám zombie rất nhanh đã đi thang bộ lên tới nơi. Jihu giật vội giật vàng được cái cửa sắt sập xuống, cố gắng chặn đường để Jubin mở cửa phòng. Khi họ không còn nơi để trốn được, một ông chú cứu vào nhà. Vì trước kia Jubin quan sát thấy nơi này không hề có người, nên vô cùng cảnh giác ông chú đó. Nhưng sự chân thành của ông ta khiến họ từ bỏ cảnh giác, bắt đầu ăn uống no nê không nghĩ gì. Sau khi ăn xong, Jihu đột nhiên ngất đi, Jubin cũng cảm thấy choáng váng buồn ngủ. Ông chú thấy cả hai người đều đã lọt bẫy, trước tiên trói Jihu lại, rồi cứ thế lôi Jubin vào phòng. Xem đến đây tôi bắt đầu suy nghĩ rằng vậy, nhưng thực ra trong phòng có một zombie bị trói. Thì ra đó là vợ của ông chú này, ông ta vì quá yêu vợ, nên dù cô ấy đã trở thành zombie cũng không ra tay kết liễu. Do đó muốn dùng Jubin làm thức ăn cho vợ mình. Vào lúc ông ấy thả vợ ra, Jubin kịp tỉnh và lùi lại, cố gắng bóp cổ cầm cự vô cùng nguy cấp. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, Jihu tỉnh lại. Anh giơ súng khống chế, nhưng ông chú không sợ. Hắn vứt luôn sợi dây cho Jihu nắm lấy, còn mình đi lấy con dao chuẩn bị kết liễu anh. Đúng lúc này Jihu không giữ được mà tuột dây. Trong phòng cũng không còn động tĩnh nữa. Ông chú tò mò mở cửa phòng ra. Vợ ông ta đột nhiên lao đến, thì ra Jubin đã bịt mặt cô ta lại. Ông chú cứ thế hy sinh cùng vợ mình. Jubin nổ súng kết liễu hai con zombie, nhưng tiếng súng lại thu hút đám zombie lao đến. Khi hai người nghĩ mình sẽ phải tự sát ở đây, Jihu đang định bóp cò, đột nhiên nghe thấy tiếng của máy bay cứu hộ ở ngoài. Họ lại liều mạng chạy lên tầng thượng, bằng mọi giá vượt qua hàng ngàn zombie. Jihu lấy một chiếc xe đạp chặn đường, để Jubin lên tầng thượng gọi trực thăng, nhưng không hề thấy tung tích của máy bay cứu viện. Lát sau Jihu chạy lên rồi chặn cửa lại, hai người chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Chả lẽ sau bao cố gắng mà vẫn không thể đến được với nhau ư? Khi đám zombie phá cửa ồ ạt xông ra, Jihu rút súng ra bắn những viên đạn cuối cùng. Nhờ vậy máy bay cứu viện đã phát hiện họ nhờ tiếng súng, bay lên phía sau bắn hạ zombie cho hai người lên kịp máy bay. Cuối cùng họ đã sống sót, giờ đây họ sẽ yêu nhau đến hết cuộc đời này. Dù là bất kỳ lúc nào cũng không từ bỏ niềm tin sống sót, xin cầu cho đất nước Ukraine sớm được hòa bình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.